Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một chiếc đồng hồ Jura, một thương hiệu đến từ đất nước Pháp. Nhìn bên ngoài thì ta có thể thấy ngay đây là một chiếc đồng hồ có vỏ thùng bè, rất là đẹp mắt như thế này. Màu vân gỗ tự nhiên, hai bên chạm trổ hai quả đào. Mặt bát giác nằm với số nổi sáng bóng, mạng chrome, đèn màu vàng rất là nổi bật, kim thì kim màu trắng. Bên dưới quả lắc là kính trang trí các họa tiết hoa văn như thế này, bỏ thùng đây. Bên hông còn rất là mịn, được ép một lớp gỗ ván tự nhiên để tăng cường thêm âm thanh. Số nổi cực kỳ sang trọng luôn. Nhìn xa tổng quan này rất là đẹp mắt. Em xin tiến hành soi bên trong. Đây là một chiếc đồng hồ 8 côn đồng và 8 côn thép, chơi bản nhạc Westminster, gông hình chữ T. Quả lắc rất là khỏe, có nghe thấy tiếng tích tắc nhé. Em xin tiến hành thử chuông này. Thấy ngay là bên côn thép thì nó rất là đanh mà mạnh, bên côn đồng thì rất là trầm và ấm, hai thứ kết hợp lại với nhau tạo nên một cái âm thanh rất là tuyệt vời trong ngôi nhà. Thùng nó rất là đẹp, đây là vân gỗ này. Đây là gỗ tự nhiên nhé, sau là được gia cường thêm một lớp gỗ ép rất là mỏng để tăng cường thêm âm thanh, giống như là trên những chiếc violon hoặc là trên những chiếc piano vậy. Quả lắc còn sáng này. Nhìn bên vách. Này chốt lại. Okay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.